Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Ma Chú Ba Duy. Trước khi mà nghe chuyện ma, mọi người cũng đừng quên like và đăng ký kênh YouTube này giùm Duy nha. Duy cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay chúng ta lại bước sang tập thứ 83 rồi đó mọi người. Và đây cũng là những câu chuyện ma của tất cả các bạn đã gửi về cho kênh của mình. Nếu như bạn nào có những câu chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể, các bạn có thể gửi qua Gmail cũng như là gửi qua số điện thoại Zalo trên màn hình này nha. Và mọi người cũng đừng quên là đăng ký kênh YouTube phụ của Duy, đó chính là kênh Chú Ba Duy Vlog nha mọi người. Bây giờ thì không có chần chừ mất thời gian của mọi người, chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện hôm nay là một câu chuyện rất là ly kỳ và hấp dẫn. Và nó được kể qua cái lời kể của cái anh này đã từng gửi chuyện về cho Duy luôn. Duy đã từng kể câu chuyện của anh ở cái tập 54 là tập áo dài hồng. Nói sơ về cái tập này cho mọi người, cho những bạn nào chưa nghe, cái câu chuyện đó nó xảy ra từ hồi lúc mà cái anh này còn đi làm công trình ở dưới Sóc Trăng á. Cái đợt đó khi mà anh làm ở dưới á, người bạn của anh đã bị cái con quỷ áo dài hồng á, con đó nó đã xúi dục cái anh này á, nhảy lầu từ tầng 10 nhảy xuống đất rồi chết tại chỗ luôn. Và cho tới hiện tại, vong hồn của cô gái áo hồng cũng như là vong hồn của cái người bạn anh á, lâu lâu á, hai người này cũng xuất hiện rồi nắm tay nhau á, hiện ra trước cổng bệnh viện của một cái bệnh viện khá là lớn tại Sóc Trăng. Tại vì trong cái câu chuyện đó có rất là nhiều những cái chi tiết ly kỳ. Nếu như bạn nào chưa nghe đó thì có thể mở lại tập thứ 54 là tập áo dài hồng để nghe nha mọi người. Và cái câu chuyện của anh kể ngày hôm nay nó cũng là một cái câu chuyện nối tiếp theo sau cái tập thứ 54. Tại vì sau khi mà anh gặp cái cảnh tượng đó, cái cảnh tượng mà cái người đồng nghiệp của anh á, nhảy lầu từ tầng 10 xuống dưới đất á, thì kể từ cái ngày hôm đó anh cũng đã bỏ cái nghề đó luôn. Anh không còn làm cái nghề đi theo công trình nữa. Sau khi mà anh quyết định bỏ nghề, không làm cái nghề đi theo công trình nữa, thì anh bắt đầu lân la đi học rất là nhiều ngành nghề. Sau đó thì anh có đi học bằng lái và bén duyên với cái nghề làm tài xế. Anh nói cái nghề làm tài xế là làm cái nghề bà cậu, cho nên trong cái quá trình làm nghề cũng gặp rất là nhiều những câu chuyện tâm linh. Và cái câu chuyện ngày hôm nay cũng là một trong số đó. Sau khi mà anh này học xong bằng lái, anh có quen biết và làm quen với một cái anh đó tên là Tài. Hai anh thì quen nhau được ở trên cái nhóm bạn hữu đường xa của những người làm nghề tài xế đó. Nếu như mà những ai làm nghề tài xế thì chắc chắn sẽ biết tới cái nhóm này. Cái nhóm này giống như là một cái nhóm để mà kết nối những cái người tài xế với nhau vậy đó mọi người. Cái thời điểm lúc mà anh mới học nghề lái xe, anh chạy xe còn rất là yếu, cho nên cũng rất là ham để mà chạy xe nhiều nhiều cho cái tay lái của mình nó cứng hơn. Do đó thì lúc này cái anh Tài có chỉ dạy lại cho anh rất là nhiều những kinh nghiệm để mà anh lái xe. Nói chung thì lúc này anh em làm nghề chung mà, cho nên cũng khá là thân thiết rồi. Rồi thì cho tới một ngày, ngày hôm đó là anh Tài anh cưới vợ, cho nên là chiều hôm đó anh Tài anh phải chạy từ Cần Thơ về dưới nhà vợ của anh là ở dưới dòng riền Kiên Giang á mọi người. Cho nên là anh Tài anh mới nhờ anh là chở anh Tài xuống dưới dòng riền Kiên Giang vào buổi chiều, rồi anh mới chạy vòng ngược về Cần Thơ. Tới sáng hôm sau anh mới chở những người bà con của anh Tài từ Cần Thơ về dưới Kiên Giang để mà giữ đám cưới bên nhà gái. Tóm lại là anh phải đi tới 2-3 quận lận. Lần thứ nhất thì anh đi từ Cần Thơ về dòng riền, rồi từ dòng riền về Cần Thơ. Tới sáng hôm sau anh lại từ Cần Thơ chạy xuống dòng riền một lần nữa. Cái quận đi đầu tiên là cái quận đi từ Cần Thơ về dòng riền để mà chở anh Tài về dưới nhà vợ của anh. Cái chuyến đó thì anh Tài anh chở anh, tại vì anh chưa có biết đường từ Cần Thơ xuống dòng riền. Lúc này trên xe chỉ có hai anh em chạy thôi. Anh Tài thì anh cầm lái, còn anh thì ngồi kế bên. Khi mà đang ngồi trên xe, anh mới để ý là cái khúc mà gần tới nhà vợ của anh Tài á, cái khúc này á, sao mà tự nhiên đường nó vắng tanh à. Hai bên đường á, một bên nó thì toàn là tre với tầm vong, còn một bên á, thì là cặp mé sông. Cặp mé sông á, thì người ta trồng toàn là sả không à. Mà cái bụi sả nào bụi sả nấy hả, cây nào nó cũng cao hơn đầu người hết trơn á. Bình thường á, những cái bụi sả của mình á, nó cũng vừa vừa thôi, chắc là ngang đầu gối. Nhưng mà anh miêu tả, những cái bụi sả này nè, nó rất là cao luôn. Nếu như mà ai đi cái đoạn đường từ Cần Thơ về dòng riền á, thì chắc chắn là sẽ biết tới cái con đường đó. Một bên là tầm vong với tre, còn bên kia là cặp một cái bờ kênh. Khi mà đang ngồi trên xe, anh Tài thì anh cầm lái, anh cũng đang nhìn ra ngoài đường lộ vậy nè. Anh Tài anh mới nói anh á: "Ê, mày nhớ kỹ cái đoạn đường này nha, một chút tới nhà anh sẽ nói cho mày nghe sau." Khi mà anh Tài chở anh xuống tới nhà gái, lúc đó cũng là 6 giờ mấy chiều rồi. Anh cũng ngồi lại anh ăn một vài chén cháo. Ăn xong rồi anh bắt đầu lấy xe chạy về Cần Thơ. Lúc đó là khoảng 7 giờ hơn rồi. Lúc mà anh Tài chuẩn bị đưa anh ra xe để mà anh chạy về Cần Thơ, anh Tài anh có dặn gì nè:
Mày có còn nhớ cái khúc đường mà hồi nãy tao dặn mày nhớ kỹ không? Khi mà một hồi nữa mày có chạy ngang khúc đường đó đó, thì mày thấy ai mà quá gian hoặc là đi bộ á, thì mày đừng có cho người ta quá gian nghe. Làm lơ rồi chạy luôn, đừng có nhìn lại. Nếu như mà mày gặp nó đó, mày chạy hút nó rồi á, thì mày cụp cái kiến hậu lại, đừng có mở kiến hậu ra, rồi chạy thẳng một đường về Cần Thơ, không được quay nhìn lại. Ai xin quá gian á, thì mày tuyệt đối không được cho lên xe, nghe chưa? Nhớ như vậy nghe chưa? Khi mà anh nghe như vậy thì anh thấy rất là lạ. Anh mới hỏi anh Tài là ủa sao vậy anh? Lúc này thì anh Tài anh không có trả lời, mà anh chỉ nạt anh một câu thôi. Anh mới nói là thôi, tao dặn sao thì mày cứ nghe y như vậy đi. Khi nào mày về tới nhà, nhắn tin hoặc là gọi điện thoại cho tao hay một tiếng. Nhớ ngủ sớm để mà sáng mai chở mấy cô xuống đám cưới cho kịp giờ, nghe chưa? Rồi thì anh cũng nghe lời anh Tài, bắt đầu anh chạy xe ngược về Cần Thơ. Anh diễn tả cái đoạn đường này, khi mà chạy ngang, cái đoạn đường này nó rất là vắng luôn. Chạy ngang giờ đó mới có 7 giờ mấy 8 giờ tối thôi, mà người dân người ta đóng cửa tắt đèn ngủ hết trơn rồi. Mà anh nói cái đoạn đường này nè, chạy tầm khoảng 100-200 mét mới có được một căn nhà, chứ nhà người ta không có khích khích nhau đâu, xa xa mới có một cái nhà không à. Mà ớn hơn nữa, cái đoạn đường này nó không có đèn đường, tại vì đường ở trong nông thôn mà. Anh nói nếu như mà mình đi từ hướng Dòng Riền đi về Cần Thơ thì phía bên tay phải của mình sẽ là nhà dân, mà trước nhà dân cây cối tùm dữ lắm. Phía bên tay trái sẽ là một cái con kênh. Ở dưới con kênh toàn là những cái bụi xả, lau sậy gì đâu không à. Khi mà anh chạy dọc theo bờ kênh được khoảng một đoạn thì bắt đầu lúc này đã tới được cái đoạn mà hồi sáng anh Tài dặn anh là phải để ý kỹ cái đoạn đường này nha. Khi mà chạy gần tới cái đoạn đường đó đó, bắt đầu thì anh mới mở đèn pha của cái xe lên. Tại vì anh nói cái đoạn đường này nó vắng, với lại nó tối quá hả, thành ra là anh mới mở cái đèn pha lên cho dễ chạy xe. Khi mà anh bật đèn pha lên rồi anh mới thấy từ phía xa đi theo hướng ngược lại có một cái đứa con nít mà nó cứ đang đi lững thững đi lại cái hướng của chiếc xe. Khi mà anh chạy xe từ từ lại gần nó đó, anh mới thấy cái thằng nhỏ này nè, nó mới nhảy từ bên phía cái bụi cây bên tay phải nó nhảy qua bên phía những cái bụi xả bên tay trái, nó nhảy qua bên lộ rồi nó biến mất tiêu luôn. Khi mà cái thằng nhỏ này vừa nhảy qua đường lộ xong anh thấy rất là lạ. Anh mới nói là ủa ngộ, cái đường này tuy là đường nông thôn nhưng mà hai chiếc xe hơi có thể qua mặt nhau được, thì có nghĩa là cái bề ngang của đường này ít gì nó cũng phải từ 4 mét trở lên. Làm sao một thằng nhỏ có thể nhảy được từ bên cái mép đường bên này, nhảy qua được đường bên kia một cách rất là dễ dàng như vậy? Mà anh cảm nhận cái thằng nhỏ này nó chỉ khoảng 7-8 tuổi thôi, thì đâu có thể nào nó có siêu năng lực mà nó nhảy qua cái đường lộ như vậy. Và với một cái thằng tứ xứ đi làm ăn với anh gặp rất là nhiều những câu chuyện tâm linh rồi, và anh cũng từng trải qua một cái câu chuyện kinh hoàng là cái câu chuyện ở tập 54 đó, cho nên anh cũng đã biết thằng nhỏ này nó là cái gì rồi. Lúc này thì anh có nhớ lại lời của anh Tài dặn anh hồi sáng. Anh Tài mới dặn nếu như mà có gặp ai gặp cái hiện tượng gì lạ đó thì phải cụp cái kiến hậu lại, thì anh mới hiểu ý nghĩa lời của anh Tài dặn. Có nghĩa là anh Tài muốn anh không có thể nhìn thấy được cái hàng ghế phía sau qua cái kiến hậu, lỡ như mà đang chạy gặp ai ngồi hàng ghế phía sau chắc té đái trong quần luôn quá. Rồi thì anh cũng cụp cái kiến hậu lại và chạy một mạch về tới nhà của anh. Thời điểm đó thì nhà của anh nằm ở khu dân cư Hồng Loan. Cái chỗ này là đối diện với bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ đó. Khúc nhà anh người ta cũng đang quy hoạch, tuy nhiên người ta chưa có đuổi tới nhà của anh, thành ra là anh phải đậu chiếc xe này cách nhà anh tầm 200 mét. Anh đậu cái chỗ này là một cái chỗ, một cái đường cát người ta san lấp mặt bằng. Cái chỗ đậu này anh cũng đã đậu xe chỗ này rất là nhiều lần rồi. Mỗi lần mà anh đi đâu về mệt anh không có đem chiếc xe này đi trả liền, mà anh đậu tại chỗ đó luôn, sáng hôm sau anh mới đem trả cho người ta. Và hôm nay cũng vậy, anh cũng đậu ngay tại cái chỗ đó. Mặc dù cái chỗ này là một cái đường lỗ cát, người ta mới bơm cát lên thôi, nhưng mà bình thường anh đậu xe đâu có bị lún bánh xe đâu. Mà không hiểu tối đêm đó ma xui quỷ khiến cái gì đó, thì anh vừa chạy, anh đậu xe đúng cái vị trí mỗi ngày anh đậu luôn thì hai cái bánh xe trước của anh nó bị sụp, nó bị lún xuống dưới cát. Anh cũng cố tình anh đạp ga chạy tới một hồi thì bất ngờ hai cái bánh xe sau của anh nó cũng bị lún luôn. Lúc nãy là cái xe của anh nó bị lún cứng ngắc dưới cát luôn. Anh ngồi trên xe dùng đủ mọi cách luôn mà cái chiếc xe này nó vẫn không có ngoi lên được, mặc dù cái bánh xe nó chỉ bị lún tầm khoảng một tấc thôi. Do là hết cách và cũng đã quá mệt mỏi rồi, anh mới điện cha mẹ trong nhà chạy ra để mà tiếp sức với anh. Cha mẹ cũng đào lên rồi lấp đá lại nhưng mà đẩy không có lên. Lúc này thì anh có gọi thêm mấy anh em trong xóm ra để mà phụ tiếp đẩy chiếc xe này lên, và gọi người ta tổng cộng 9 người làm tiếp luôn, vẫn không có lên được chiếc xe này. Mấy người ở dưới thì đào cái hố lên rồi lấp đá xuống. Anh ngồi trên thì anh đạp ga, anh đạp số cho nó giọt lên, nhưng mà cuối cùng cũng không có lên.
Cái xe này nó không có giọt lên, mà ngược lại hả, nó còn lún sâu hơn nữa. Mà anh nói cái chiếc xe này là một cái chiếc xe 7 chỗ, số sàn dẫn động cầu sao, cho nên là chỉ có hai bánh sau nó đẩy thôi, còn hai bánh trước nó đứng im, thì làm cái gì có chuyện hai bánh trước nó bị lún được. Anh nói nếu như mà ai biết lái xe hơi thì chắc chắn người ta sẽ biết rõ điều này. Lúc này thì ai cũng rất là mệt rồi, nhưng mà 5 giờ sáng là phải thức dậy để mà lấy cái xe này đi rước khách, cho nên là bằng mọi giá phải lấy cái chiếc xe này lên được. Và lúc này cũng hết cách rồi, cho nên anh đành phải gọi những cái đội xe cứu hộ tới để mà kéo chiếc xe của anh lên. Rồi cái đội xe cứu hộ người ta cũng dùng những cái sợi dây thép để mà kéo chiếc xe của anh lên. Nhưng mà lạ một điều, khi mà móc dây thép chuẩn bị kéo chiếc xe của anh lên thì cái sợi dây thép này nè, nó bị đứt luôn. Đứt tổng cộng nguyên một đêm tới tận 4 lần. Cho tới khi móc sợi dây thép kéo tới cái lần thứ 5 thì cái chiếc xe cứu hộ nè, nó cũng bị lún luôn. Cho nên cuối cùng phải điều thêm một cái chiếc xe cứu hộ nữa để lấy chiếc xe cứu hộ đó, kéo cái chiếc xe cứu hộ kia lên. Lúc này thì rối, nó càng thêm rối nữa. Khi mà cái chiếc xe cứu hộ lần thứ 2 nó kéo được cái chiếc xe cứu hộ lần thứ nhất lên được rồi bắt đầu nó mới đứng từ xa, nó mới kéo chiếc xe 7 chỗ của anh lên. Chiếc xe lần thứ 2 này là một cái chiếc xe cứu hộ loại bự hơn, rồi người ta cũng lấy dây thép để mà kéo chiếc xe 7 chỗ của anh lên. Nhưng mà lần này sợi dây thép lại đứt nữa, có nghĩa là đứt tổng cộng tới 5 lần. Do là bị đứt quá trời nhiều rồi, cho nên là cái ông tài xế lái cái chiếc xe cứu hộ ổng mới nhảy xuống xe. Ổng nhảy xuống xe mà mặt mày của ổng tái mét xanh chành. Ổng mới nhảy xuống gặp anh, ổng mới nói tao lái xe tới năm nay là đã 15 năm rồi, chưa bao giờ tao gặp một cái trường hợp lạ như vậy. Tao đã từng kéo được một chiếc xe tải từ ở dưới vực, tao kéo lên nổi. Nhưng mà cái chiếc xe 7 chỗ của mày tao kéo hồi nãy giờ 5-6 lần, tao vẫn không kéo lên khỏi cái vũng lầy này. Cho nên tao nói nè, bây giờ nếu như mà mày dùng cách nào thì người ta cũng không có cho mày kéo lên đâu. Thôi thì cứ để đi, tới sáng rồi tính. Nói xong thì cái chú tài xế này cùng với cái chú tài xế của cái chiếc xe cứu hộ lần thứ nhất hai ông mới ra về luôn và không lấy của anh một cái đồng tiền nào cả. Cho nên lúc này cũng hết cách rồi, anh đành phải vô nhà tắm rửa ngủ để mà đợi trời sáng thôi. Đêm đó thì cũng đâu có ngủ được đâu. Mới vừa chợp mắt được một xíu thôi thì anh lại thấy trong giấc mơ của anh thấy có một cái đứa nhỏ nó đang ngồi trên xe của anh. Sáng khi mà anh thức dậy ra ngoài cái xe, mở cửa xe lên thì thấy cái băng ghế phía sau của anh toàn là cát không thôi. Trong khi hôm qua anh chạy xe chỉ có mình anh ngồi ở băng ghế phía trước, băng ghế phía sau có chở ai đâu, anh luôn luôn đóng kín cửa sổ, làm cái gì mà có cát ở trên cái ghế xe. Cho tới tầm khoảng 6 giờ rưỡi sáng lúc này mấy anh bên nhóm bạn hữu đường xa có nhắn tin hỏi anh là cái vị trí của anh để chiếc xe chỗ nào để mà mấy anh đó qua giúp đỡ. Tại vì hồi tối hôm qua, sau khi mà anh trình bày sự việc này với anh Tài là cái anh chú rể, anh Tài anh mới đăng cái bài này lên để mà đăng lên nhóm bạn hữu đường xa nhờ mấy anh đó người ta giúp đỡ. Và sau đó một hồi thì trong cái nhóm bạn hữu đường xa có 5 anh chạy lại để mà giúp anh kéo chiếc xe này lên. Mới vừa lại tới thôi thì trong đó có một cái anh này là lớn tuổi nhất trong đám. Anh này ảnh mới hút một điếu thuốc, ảnh đi vòng vòng chiếc xe, ảnh cũng ngắm nghía chiếc xe này một hồi rồi anh đứng lại chỗ cái đầu chiếc xe. Khi mà anh đứng chỗ cái đầu chiếc xe, anh có lấy điếu thuốc ra, rồi anh ngồi xuống đất, anh mới lầm bầm cái gì đó rồi anh cắm cái điếu thuốc xuống đất. Khi mà cắm điếu thuốc xong một hồi một lúc sau thì cái điếu thuốc nó tàn. Tới cái lúc mà điếu thuốc tàn xong anh mới leo lên xe, mở cửa xe ra, đề một phát thôi là cái chiếc xe này nó ra khỏi cái đống vùng lầy đó luôn. Anh mới nói lúc này thật sự là anh không tin những gì trước mắt mình xảy ra luôn. Tại vì anh nói mới hôm qua thôi, hai chiếc xe cẩu không có cái chiếc xe nào mà kéo xe anh lên được cả. Tại sao hôm nay cái anh này vừa mới đốt điếu thuốc một xíu thôi, ảnh lên xe, ảnh đề một cái ngon ơn à. Xong thì ảnh mới nói với anh, ảnh mới nói là cưng mới vô nghề, cho nên là cưng chưa có biết mấy cái vụ này. Mai mốt khi mà gặp những cái trường hợp như vậy cưng cứ khấn vái người ta, xin cho người ta nổ máy được thì người ta sẽ cho nổ máy thôi. Cái xe nổ máy xong rồi anh cũng cảm ơn những cái anh đó, rồi anh tiếp tục đi lại những cái nhà của mấy bà cô để mà chở mấy bà cô đó xuống dưới dòng riền để mà dự đám cưới tại nhà của cô dâu. Và không hiểu sao, ngay trong cái đêm hôm đó bắt đầu là anh bị sốt rồi ho, nhưng mà bị một tháng trời không hết luôn. Lúc đó thì anh có rủ anh Tài này ra quán cà phê, rồi hai anh em ngồi nói chuyện với nhau. Anh mới kể lại cho anh Tài những cái chuyện xảy ra, là những cái chuyện mà anh gặp cái đứa bé đó. Anh kể cho anh Tài biết. Xong xuôi thì anh Tài mới rủ anh là chạy lại cái con đường đó, ngay cái khúc mà anh đã gặp đứa bé đó. Hai anh em mới mua trái cây để mà ngồi xuống đó cúng cho cái đứa bé này. Và anh nói rất là linh nghiệm nha. Sau khi mà anh cúng vái xong tự nhiên anh bị hết sốt, hết ho ngang hông gì đó, anh không còn bị gì nữa luôn. Bởi vậy qua câu chuyện này anh mới nói, làm nghề tài xế là một cái nghề người ta gọi là nghề bà cậu,
cho nên gặp rất là nhiều những câu chuyện tâm linh trong cái quá trình lái xe. Và bên cạnh đó, cái nghề này cũng có rất là nhiều những cái điều kiêng kỵ. Và xin khẳng định, câu chuyện này là một cái câu chuyện hoàn toàn có thật, anh không hề thêm bớt một cái chi tiết nào cả. Và cái câu chuyện này cũng đã có rất là nhiều người chứng kiến rồi. Cho nên là qua câu chuyện của anh, chúng ta có thể thấy được không phải riêng cái nghề tài xế mới cần khấn vái trước khi mà làm đâu. Tất cả những ngành nghề nào cũng vậy, chúng ta cũng nên khấn vái những người khuất mặt khuất mày trước khi mà chúng ta làm việc. Và đó là hết một cái câu chuyện rất là hay về vong hồn của một đứa con nít tại dòng riền Kiên Giang. Tiếp theo là một câu chuyện cũng hay nữa. Câu chuyện này kể về vong hồn của một người đàn bà vốn tính rất là tham lam và ích kỷ. Câu chuyện này là một cái câu chuyện tiếp theo mà Duy sẽ hứa kể cho mọi người nghe ở cuối của tập 75, là cái tập mang tên Câu chuyện trùng tang ở Cần Thơ của một chị đã gửi về cho Duy. Cái câu chuyện đó, sau khi mà liên tiếp 3 cái chết xảy ra trong dòng họ của chị á, thì đây là một câu chuyện xảy ra tại nhà dì hai của chị ở Bến Tre. Cái tập 75 trùng tang á, cũng là một cái tập rất là hấp dẫn. Bạn nào chưa nghe có thể mở lại cái tập 75 để mà nghe nha. Chuyện là vợ chồng của chị có nhận lời đi qua Bến Tre, đi qua nhà của dì hai á, để mà giúp dì Dượng sửa sang lại căn nhà. Do là Dượng hai của chị á, là thương binh loại 1, cho nên được nhà nước người ta tặng một cái nhà nghĩa tình đồng đội. Cái khu đất của nhà dì Dượng hai ở á, chỗ đó chỉ có 2 căn nhà thôi. Nhà thứ nhất á, là nhà của dì Dượng hai, và kế bên nhà của dì Dượng hai á, là mảnh đất của nhà bà Năm. Cái bà Năm này á, hồi lúc bà còn sống á, thì bà sống chung với con gái của bà. Ngày trước á, bà Năm này nổi tiếng là một cái người đàn bà rất là ích kỷ và hẹp hòi. Do là hai nhà kế bên nhau à, ngày xưa mỗi lần mà gà của dì Dượng hai á, mà tụi nó có lỡ bay qua vườn nhà của bà Năm thôi á, là bà hả lấy đá chọi chết hết trơn mấy con gà luôn. Thành ra cho tới cái ngày mà bà Năm bà mất á, những người trong xóm á, người ta ít có đi đám ma của bà lắm. Tại vì bà hồi lúc sống á, bà sống không có tình nghĩa gì hết á. Để rồi cuối cùng, cái ngày đưa tang của bà chỉ có những đứa con trong nhà của bà thôi, chứ đâu có ai mà đi dự đâu. Khi mà chị qua nhà dì hai chơi á, dì hai mới nói là trời ơi, bà Năm này sau khi bà chết hả, bà nhát người ta vàng trời mây luôn. Dì hai mới kể á, phía trước nhà của dì hai với trước nhà của bà Năm á, ở bên phía đối diện á, người ta có trồng một cái vườn dừa. Do là chủ của cái vườn dừa này nè, người ta giàu lắm, người ta đâu có để ý tới cái vườn dừa này đâu, rồi người ta cũng bỏ phế luôn à, không có ai chăm sóc hết. Người ta chỉ trồng dừa cho có vậy thôi, trồng cho vui vậy mà. Thành ra mỗi khi mà dừa này nó ra trái nhiều á, rồi dừa khô nó rụng, lúc này á thì dì Dượng hai mới qua bên đó để mà lụm dừa khô. Nhưng mà do cái tính tình của bà Năm á, rất là tham lam và hay tranh giành lắm, sống kế bên nhà của dì Dượng hai á, nhưng mà hai bên đâu có thuận thảo gì đâu. Bởi vậy mỗi lần á mà dì hai qua bên đó lụm dừa khô á, thì bà Năm bà cũng qua đó bà lụm dừa khô. Hai bên cũng tranh giành với nhau. Hôm nào mà nhà dì hai qua sớm lụm hết trơn dừa khô á, bà qua bên đó đâu còn trái dừa khô nào nữa đâu mà lụm. Cho nên bữa nào mà bà không lụm được trái dừa nào hả, bà chửi nghe thiếu điều á, muốn điếc cái lỗ tai luôn. Bà chửi từ sáng cho tới chiều. Chị này á, thì quê của chị ở Cần Thơ. Ở Cần Thơ thì cũng gọi là một cái thành phố rồi. Cho nên khi mà chị về vườn á, về Bến Tre thì chị thấy rất là thích. Tại vì bên đó vườn tược rất là mát mẻ luôn. Buổi trưa hôm đó chị mới ngồi phía sau vườn á, để mà nhổ tóc bạc cho chị hai. Hai dì cháu đang ngồi nhổ tóc bạc á, thì chị nghe tiếng ở trong nhà có những cái tiếng giống như là người ta ngồi, người ta nhảy trên một cái chõng bằng tre á, nó kêu lên những cái tiếng bẹp 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 vậy đó. Cái chõng bằng tre thì nó rất là mỏng, ai mà vừa lên ngồi thôi á thì nó sẽ phát ra những cái tiếng đó. Lúc này chị nghe nhưng mà chị không có để ý nhiều. Cái dì hai của chị á, chắc là bà cũng biết cái gì rồi, bà cũng nói là thôi đi vô nhà con ơi. Chị mới hỏi là ủa sao vậy dì hai, ở ngoài này mát mà, thôi mình ngồi ngoài này đi, vô nhà làm gì. Dì hai của chị á, mặc dù bà không có nói nhưng mà bà biết á, chị đã bị nhát rồi, cho nên là bà cũng nói thôi, ừ thôi kệ, ngồi đây cũng được. Nhưng mà đang nhổ tóc bạc một hồi á, chị lại tiếp tục nghe những cái tiếng này á, nó ngày càng lớn hơn. Lúc này á, là dì hai mới kêu chị là thôi bây giờ đi vô nhà đi. Bà kéo chị vô nhà một hơi luôn. Sau khi mà vô nhà, chị với dì hai mới kể lại cho Dượng hai nghe. Thì ổng mới nói á, trời ơi, hai dì cháu của mày á đã ngồi bên đất của bà Năm rồi á, cho nên bà về bà nhát hai dì cháu mày đó. Dượng mới kể á, trời ơi, hồi bữa trước á, Dượng mới thấy là cái cây dừa bên hông nhà của bà nó rụng cái trái dừa khô. Dượng mới chống tó định đi qua bển là lụm cái trái dừa khô về. Khi mà vừa khòm lưng xuống lụm thôi, Dượng mới nhìn qua cái cửa sổ nhà của bà, thấy bà hả trèo từ trên bàn thờ á, trèo xuống mà nhìn qua cửa sổ gì nè. Nhưng mà lúc này á, Dượng hai ổng cũng hả cố gắng để mà lấy hai cái trái dừa đó rồi chống tó đi về nhà của mình. Tại vì thấy bà Năm á, bà về nhát hà rầm mà, riết rồi cũng không còn ai sợ nữa, tại vì bà rất là linh.
Rồi Dưỡng Hai mới nói á, chắc là bà không chịu cho qua đất bà để mà lụm dừa đó, bà mới về bà nhát. Mà chị nói á, trong 3 tháng ở đó thì chị không có gặp bà này. Cho tới một cái bữa đó, bữa đó là cái người con thứ hai của dì Dượng á mới rủ chị là thôi đi ra ngoài sau hè để mà giật dừa, hái dừa xuống để mà uống. Tại vì chị mới về quê mà, cho nên khi mà thấy hái dừa xuống nhiều quá trời á, chị cũng rất là khoái luôn. Chị giật một hồi hả, dừa nó rụng tùm lum hết trơn. Khi mà đem cái đống dừa này vô nhà, dì Hai mới thấy trời ơi, tại sao mà mày dám hả hái dừa của bà Năm? Rồi chết mày rồi. Cho nên lúc này á, Dượng Hai mới chọc là trời ơi, chắc là tối nay á bà Năm bà về á, bà nhát mày cho coi. Tuy nhiên tối đêm đó thì bà Năm bà đâu có về nhát chị đâu, cho nên chị không có sợ, giống như hả là điếc không sợ súng gì đó. Và rồi mấy ngày hôm sau, ngày nào chị cũng khoái, chị ra ngoài cây dừa giật xuống hết trơn, dừa non dừa già gì á chị cũng giật láng hết trơn. Thành ra hả đem một đống dừa chất cả đống ở trong nhà vậy đó. Và rồi cái chuyện gì tới á nó cũng tới. Đáng lẽ sáng hôm sau á là chị phải thức sớm để mà phụ dì Hai á nấu cơm cho mấy ông thợ làm hồ, cất cái nhà cho mấy ông đó ăn. Nhưng mà tới sáng á, chồng của chị kêu chị hoài, chị không có chịu thức, cho nên ảnh mới chạy ra kêu dì Hai với Dượng Hai vô coi chị bị gì. Khi mà dì Dượng Hai vô á thì thấy trời ơi, chị bị sốt rất là cao, mà hả sốt nằm mê man luôn. Mà chị nói á, đó là lần đầu tiên mà chị sốt cao kỷ lục, sốt tới 43 độ luôn. Rồi mọi người mới tức tốc đưa chị lên trạm xá. Ra ngoài đó người ta cho chị uống thuốc hạ sốt, nằm tới trưa mới tỉnh. Lúc này á, dì Hai mới nói phải rồi, hôm qua mày đi giật dừa của bà Năm, bây giờ á bà về bà quở mày đó. Để một hồi á, tao về nhà rồi tao cúng cơm cho bà, tao kêu là thôi bà đừng có về quở mày nữa. Cho tới chiều á thì chị về nhà. Về nhà thì chị thấy dì Hai cũng đã bày đồ ra cúng bà Năm xong rồi. Và rồi ngay ngày hôm sau á, chị cũng khỏe lại. Bẵng đi một thời gian, sau khi mà xây xong cái nhà của dì Dưỡng Hai á, rồi dì Hai Dưỡng Hai cũng làm một cái buổi lễ tân gia. Hôm đó thì cha mẹ của chị á cũng qua nhà dì Hai để mà ăn đám. Khi mà ăn đám xong á, mẹ của chị mới lôi chị ra, mẹ mới nói với chị á, hình như mày ở bên này á, mày tái mái tay chân rồi mày hả chọc dừa của người ta đúng không? Cái tật của mày á, thấy cây gì á là chọc xuống à, cái tật không có bỏ. Mày á nghe, cái tật của mày á có chồng rồi á mà giống như đứa con nít vậy đó. Lúc này thì chị mới nhìn mẹ, chị hỏi là ủa sao mẹ biết cái vụ này nữa, mẹ mới qua đây mà, không lẽ dì Hai Dượng Hai nói cho mẹ biết hả? Thì mẹ mới nói chị á, dì Hai Dượng Hai mày bận muốn chết, có thời gian đâu mà nói với tao. Lúc này thì chị mới ngớ người ra, tại vì mẹ chị nói một câu gì nè, dì Hai Dượng Hai mày á đâu có nói với tao đâu, hồi tối hôm qua nè tao nằm chim bao á, tao thấy bà Năm bà về bà mét với tao, bà mới kêu tao á mày coi dạy lại nhỏ con gái của mày nghe thấm, tại vì á nó mới qua đây chơi được khoảng nửa tháng à, mà nó qua hả phá banh chành cái vườn dừa của tao luôn. Tao á là tao định đánh nó rồi đó, nhưng mà có hai ông lính ngụy cản tao lại không cho tao đánh nó. Hai ổng mới nói á cháu nó hư thì thôi để ông bà dạy. Thành ra đó bữa sau á hai ổng lấy cây đánh nó đó, cho nên nó mới bị sốt cao mấy ngày gì đó, chứ tao đâu có thèm đụng chạm gì tới nó đâu. Mày về mày nói với con mày á, nếu như mà lần sau á nó còn phá dừa của tao nữa là tao mặc kệ hai ổng luôn nghe, tao quở nó nữa đó. Lúc này thì chị mới hỏi mẹ của chị á, ủa mẹ, vậy hai ông lính ngụy đó là ai? Thì mẹ chị mới nói là trời ơi, hai ông lính ngụy là ông nội với ông ngoại của mày chứ ai. Chị nói á, ông nội với ông ngoại của chị á, hai người ai cũng đều lính ngụy hết. Sau khi mà ông nội mất á, thì chú Tám mới theo cách mạng là theo cộng sản á. Và cái người chú Tám đã mất này á, chú cũng đã từng xuất hiện trong cái câu chuyện của chị mà Duy đã từng kể. Kể về cái người anh trai á, bị chết đuối của chị ở ngoài cái mương phía sau nhà bà nội của chị ngày xưa á. Khoan hãy tắt màn hình, nhớ like và đăng ký kênh giúp Duy nha. Duy cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.